Với em thì hôm nay thầy hướng dẫn các em giải cái bài tập chương 2 phần xác suất thống kê B. Thì câu đầu tiên, một người điều khiển ba máy hoạt động độc lập với nhau, xác suất bị hỏng trong một ca sản xuất của máy 1, 2 và 3 lần lượt là 0.1, 0.2 và 0.3. Câu A, lập bảng phân phối xác suất cho số máy hoạt động tốt trong một ca sản xuất. Câu B, sau sản xuất, người điều khiển báo rằng số ca chỉ có một máy hoạt động tốt, tính xác suất để máy hoạt động tốt đó là máy 1. Thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ gọi tên biến ngẫu nhiên. Thì ở đây nó yêu cầu là lập bảng phân phối xác suất cho số máy hoạt động tốt. Không? Em lưu ý số máy hoạt động tốt trong một ca sản xuất nè. Thì mình sẽ gọi x là cái số máy hoạt động tốt trong ca sản xuất, tức là mình gọi x là cái phần này. Như vậy thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên x là 0123. Đúng không? 0123. Không có nghĩa là trong máy đó là ba máy bị hỏng. Đó. Hoặc là trong nguyên cái ca sản xuất đó chỉ có một máy hoạt động tốt thì x bằng 1. Phải không? Rồi nhân dân có x bằng 2, x bằng 3. Nhưng mà để tính cái xác suất mà x bằng k đó, với k chạy từ 0 đến 3 thì mình sẽ đặt tên thêm biến cố AI là máy thứ y hoạt động tốt trong một ca sản xuất. Thì y ở đây là bằng 1, 2, 3 không? Thì chúng ta sẽ có cái các cái xác suất của biến cố A1 nè. Nếu y bằng 1 thì mình có là A1 đúng không? Xác suất biến cố A2, xác suất biến cố A3. Thì đề bài nó cho là máy 1 bị hỏng là 0.1. Vậy thì hoạt động tốt nó sẽ là 0.9. Rồi biến cố A2 là bằng 0.8. Tại vì là máy 2 hoạt động tốt là 0.8 đúng không? Thì máy 2 hỏng là 0.2 nè. Vậy là tốt là 0.8. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi tính xác suất x bằng 0. X bằng 0 có nghĩa là cả 3 máy đều hỏng hết. 3 máy đều hỏng hết. Ở đây là A1 giao với A1 ngang, giao với A2 ngang, giao với A3. Thì ở đây là ba biến cố A1, A2, A3 là nó độc lập với nhau. Đấy, thì đề nó cho nè. Tại vì ba máy này hoạt động độc lập với nhau. Và do đó là cái xác suất của tích nó bằng tích xác suất nè. Và mình thấy số vào. Thì cái này có nghĩa là biến cố là máy 1 bị hỏng nè, là 0.1 nè. Máy 2 bị hỏng là 0.2 và máy 3 bị hỏng là 0.3. Vậy xác suất nó là 0.06. Và tương tự như vậy thì mình tính xác suất x bằng 1. X bằng 1 có nghĩa là trong một ca sản xuất chỉ có một máy hoạt động tốt thôi. Thì đây là máy hoạt động tốt là máy 1 nè. Thấy không? Máy hoạt động tốt là 1. Hai máy còn lại bị hỏng nè. Còn cái biến cố thứ hai này có nghĩa là máy hoạt động tốt là máy 2 và hai máy còn lại bị hỏng. Và tương tự như vậy thì máy hoạt động tốt là máy 3. Như vậy thì có một máy hoạt động tốt có nghĩa là cái máy hoạt động tốt đó có thể là máy 1 hoặc có thể là máy 2, có thể là máy 3. Và mình thấy số vào thì mình tính ra là 0.092, đúng không? Thấy số vào nè thì xác suất của biến cố A1 là 0.9 nè. Rồi nhân cho xác suất biến cố A2 là 0.2, A2 ngang là 0.2, A3 ngang là 0.3. Và cộng cho cái này là xác suất của biến cố A1 là bằng như A1 ngang là 0.1. Rồi A2 là bằng 0.8. Rồi A3 là 0.3, A3 ngang là 0.3. Rồi tiếp tục cái này là 0.1. 0.2 rồi nhân cho 0.7. Đấy, rồi mình tính ra cái chỗ này nó ra 23 phần 250, tức là 0.092. Đấy. Và tương tự như vậy thì mình tính xác suất x bằng 2. Đâu, x bằng 2 thì có nghĩa là có hai máy hoạt động tốt. Có nghĩa là cái máy hỏng đó là máy 3 hoặc là máy 2 hoặc là máy 1. Và cũng tương tự như trên mình thấy số vô thì em lưu ý cái chỗ nào nó không có gạch đầu là tốt, còn có gạch đầu là bị hỏng không. Đấy, mình thấy số vô thì mình tính được con số này là 0.398. Đấy, và xác suất của biến cố x bằng 3, tức là có 3 máy hỏng đó. Ê, xin lỗi, có 3 máy hoạt động tốt. 3 máy hoạt động tốt là A1, A2 giao với A3. Cái này mình có thể viết dấu chấm và có thể không viết dấu chấm cũng được nha các em. Thì mình thấy số vào thì nó ra 0.504. Như vậy thì mình sẽ lập được cái bảng phân phối xác suất của x. Bảng phân phối xác suất của x thì mình
nó có bốn giá trị đúng không? Bốn giá trị thì mình sẽ lấy năm cột, hai dòng. Dòng thứ nhất là mình đặt tên là biến ngẫu nhiên x, dòng thứ hai là xác suất để biến ngẫu nhiên x nhận giá trị x nhỏ. Thì ở đây giá trị của nó là 0, 1, 2, 3 nè. Và xác suất tương ứng của nó là 0 là bằng 0,06 ha. 1 là 0,092, 2 là 0,398 và 3 là 0,504. Vì như vậy thì mình đã làm xong câu A. Còn câu B ấy, là yêu cầu là sau khi sản xuất thì người ta báo cáo rằng trong suốt ca nó chỉ có một máy hoạt động tốt thôi. Tức là cái biến cố X1 này nó xảy ra đúng không? Biến cố X1 này nó xảy ra. Như vậy thì là mình sẽ cái biến cố X1 nó xảy ra. Và ở đây nó yêu cầu là tính máy hoạt động tốt của là máy 1. Tức là ở đây mình tính xác suất điều kiện. Ở câu B này mình tính xác suất điều kiện, thấy không? Như vậy thì ở đây mình ghi là xác suất để máy 1 hoạt động tốt, biết rằng số K chỉ có một máy hoạt động tốt. Thì mình lưu ý là mình khi mà xác suất điều kiện á, thì các em nhớ lại là công thức xác suất điều kiện của mình đó là như thế này. Xác suất của biến cố A, xác suất của biến cố A mà với điều kiện B thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố A do B chia cho xác suất của biến cố B, đúng không? Nhưng mà điều kiện cái này nó đóng vai trò giống như chữ A đây nè, còn đây giống như trò chữ B nè. Đấy, bây giờ mình sẽ tính A với điều kiện x bằng 1, không? Vậy thì do đó mình phải cần phải tính là cái biến cố A1 giao với x bằng 1 này nó ra cái gì, thấy không? Nó giống như cái thằng này nè, nó giống như cái thằng thầy con tròn này. Đấy. Như vậy thì cái mình phải xem cái biến cố A1 giao với x1 là nó ra cái gì. Thì ở đây A1 giao với x1 là nó chính là tổng của ba nhóm biến cố này. Và khi mình tác động mình giao cái biến cố A1 vô thì A1 mà nó đụng với A1 ngang thì nó bằng biến cố 0. Do đó nó chỉ còn cái biến cố này thôi. Và do đó là cái xác suất mình cần tính đó là xác suất của biến cố A1 với điều kiện x bằng 1. Đúng không? Đấy, thì mình áp dụng công thức xác suất điều kiện này. Thì A1 giao với x1 phải không? Rồi chia cho xác suất của biến cố x1. Và mình thấy thay chỗ này vô. Đấy. Thì cái A1 mà giao với x1 nó chính là A1 giao với A2 ngang, A3 ngang. Thấy không? Rồi mình thấy số vô thì mình sẽ tính được cái số này là 27/46. Và thường đó là mình sẽ làm tròn ghi thành số thập phân và làm tròn đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy là kết quả nó là 0,58 70. Đấy. Ví dụ như bài này người ta có hỏi cái khác là người ta hỏi là sao một ca sản xuất chỉ có một máy hoạt động tốt, thì nó hỏi là nhiều khả năng nhất là máy hoạt động tốt đó là máy nào, thì mình sẽ trả lời đó là nhiều khả năng nhất là máy một. Tại vì ở đây nó là 58%, vậy thì hai máy kia nó chiếm ít hơn, xác suất nó chiếm ít hơn, xác suất để hai máy kia mà nó hoạt động tốt là nó chiếm ít hơn 50%. Vậy thì rõ ràng là xác suất cao nhất vẫn là máy một. Đấy, thì trên đây là thầy vừa hướng dẫn xong cái bài tập số 1 ở chương 2 nha.